Hợp tác xã Hưng Điền chuyên chăn nuôi sản xuất các sản phẩm về ruồi đính đen. Đây là trại ruồi đính đen. Chúng tôi nuôi ruồi đính đen bố mẹ để sản xuất ấu trùng. Như các bạn thấy, nhu cầu về ruồi đính đen để xử lý chất thải, xử lý phân, xử lý các chất hữu cơ, thải hữu cơ từ các nhà máy chế biến nông thủy hải sản để biến rác biến chất thải thành tiền. Các bạn có nhu cầu hãy inbox chúng tôi để mua trứng, và các bạn hãy share cái livestream này cho nhiều người cùng biết đến giá trị của ruồi đính đen. Các bạn giúp cho các bạn ấy biết cách ủ trứng đúng cách để thu được lượng ấu trùng cao. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Chúng ta muốn ủ trứng, trước hết chúng ta chuẩn bị cái khay nhựa 4 tấc 6 tấc. Khay nhựa này có kích thước là 40-60. Chúng ta dùng 1 kg cám bánh dầu dừa. Cám bánh dầu dừa là cám sau khi người ta ép lấy dầu, ép lấy tinh dầu dừa thì còn lại cái xác, cái bã dùng để chăn nuôi, làm thức ăn gia súc, gia cầm. Thì chúng ta dùng 1 kg cám dầu dừa. Cám dầu dừa có hình dạng như bánh. Các bạn thấy là cám bánh dầu dừa này, cám bánh dầu dừa nó dạng như là bánh dầu điều, bánh dầu phộng được ép lại. Thì nó có những cục nó còn dính thành bánh, thành viên, hoặc là dạng bột. Cám bánh dầu dừa là có bán ở các tiệm gia súc gia cầm, thức ăn gia súc gia cầm. Các bạn hãy ra hỏi là cám bánh dầu dừa là được trồng nhiều ở miền Duyên Hải, ở Bến Tre. Đó, cám bánh dầu dừa đây các bạn thấy nó có những cái cục, thì chúng ta ngâm nước vào thì nó sẽ nở ra. Dùng 1 kg cám bánh dầu dừa này, chúng ta trộn với lại 3 lít nước, 3 kg nước, thì nó sẽ cho ra một cái hỗn hợp tương đối là vừa đủ độ ẩm để cho ấu trùng phát triển. Khi chúng ta vắt thì nước chỉ rình ra tay, không bị nhão. Các bạn thấy đó là cám bánh dầu dừa. Thì ủ, giai đoạn ủ trứng là tốt nhất. Sau đó các bạn hãy để bìa trứng lên, lên trên mặt. Bìa trứng lên trên mặt cám. Bạn hãy để bìa trứng lên mặt cám. Mặt cám này chúng sẽ trứng sẽ nở ra và ấu trùng sẽ tự bò xuống, tự bò xuống thức ăn. Chúng biết là đâu là cái nguồn dinh dưỡng cho chúng để chúng sinh sống. Rồi kế đến là chúng ta nên đậy một miếng vải. Đây là gọi là vải, vải vôn. Như các bạn biết là nó giữ ẩm và có thể là không làm khô trứng, và giúp cho trứng giữ nhiệt để trứng có thể nở nhanh hơn. Đó, các bạn thấy là trứng ruồi đính đen. Rồi chúng ta đậy lại bằng miếng vải vôn này. Nếu có mà thì không thì các bạn có thể dùng vải mùng. Nếu chúng ta không có cám bánh dầu dừa, chúng ta có thể dùng cám gà con. Cám gà con thì chúng ta cho ít nước hơn, khoảng 2 kg nước. Nói chung khi chúng ta vắt ra thì rình nước ra kẻ tay là vừa. Và chúng ta nên chừa hai đầu. Chừa hai đầu để có thể là nước, nếu mà nó có bị lỡ mà có dư nhão, đó, như các bạn thấy thì nó sẽ chảy ra, tự điều tiết độ ẩm. Và nếu mà nó khô thì chúng sẽ được hút trở lại. Như các bạn thấy là chúng ta để chừa lại, khi mà nước không có dư thì chúng chỉ ẩm ẩm. Nhưng nếu mà nước
thiếu thì chúng sẽ tự hút ẩm vào, hút vào để làm ẩm cám. Đó, chúng ta ủ như vậy tới ngày thứ tư, sang ngày thứ năm thì chúng ta sang khay ra. Ấu trùng lúc đó là đã được bằng cỡ hạt gạo, một nhỏ hơn một tí, thì chúng ta sang làm năm không để về. Đây là cái khay chúng tôi chuẩn bị để ủ trứng. Khay 40-60 này chúng ta có thể ủ được 20 bì trứng hoặc là 6,6 gram trứng. Đây, các bạn hãy ủ đúng cách để chúng ta có được những ấu trùng khỏe mạnh. Chúng ta có những số lượng ấu trùng nở tốt hơn. Như các bạn thấy là chúng ấu trùng rùi đỉnh đen là loài có ích cho con người, không có gây hại. Thì chúng thường là ở ngoài thiên nhiên, không có vào nhà, vì chúng nở ra, chúng đời sống của chúng từ 5 đến 7 ngày chỉ nhiệm vụ là sinh sản và không có miệng, nên chúng không có đi tìm thức ăn hay đậu vào thức ăn của con người. Cho nên chúng ta thấy ở trong nhà ít khi nào chúng ta gần như không thấy được cái loại ruồi này. Ruồi này thích đậu trên lá cây, và chúng khi đẻ thì chúng sẽ tìm chỗ nào có mùi những cái chất thải hữu cơ đang phân hủy để chúng đẻ. Chúng sẽ không đẻ vào những cái hoa trái để làm hư hoa trái, cho nên rất là có ích cho nhà nông. Các bạn thấy là chúng đậu lên lá, nhưng khi đẻ thì chúng không có đẻ trên cây lá, mà chúng tìm đến những nơi có những chất thải hữu cơ đang phân hủy, để khi con chúng nở ra thì tự động bò xuống hoặc rớt xuống nơi đó có thức ăn và sinh trưởng và tồn tại. Rồi, các bạn hãy share livestream này cho những cái bạn đang làm nông nghiệp, đang khởi nghiệp nông nghiệp, có cơ hội tiếp cận với loài ruồi hữu ích này. Thì chúng giúp phân hủy chất thải nhà máy, chất thải nông trang, nông trại thành phân hữu cơ, và bản thân chúng là làm thức ăn gia súc gia cầm, thủy sản rất tốt. Và chúng tôi cũng đang có những dự án là nghiên cứu và đã làm thành hoàn thành những sản phẩm làm thức ăn cho cá trình, cá trạch lấu, không làm cho nước hư hỏng, không làm dơ nước. Các bạn hãy share livestream này cho đến nhiều bạn đang có nhu cầu mua trứng, hoặc tag trên những người bạn nào bạn cảm thấy có nhu cầu. Các bạn trao đi là các bạn nhận lại. Cảm ơn các bạn. Đây là những cái thanh nẹp gỗ mà chúng tôi để cho ruồi đẻ vào các khe, và chúng tôi vừa mới thu trứng. Đây, các bạn thấy là về chiều và hôm nay ít nắng, nên chúng tôi phải cung cấp thêm ánh sáng quang năng để chúng có thể tổng hợp và sinh sản tốt hơn. Đây là loài ruồi đỉnh đen rất có ích cho cộng đồng con người, thì chúng phân hủy rác thải. Phân của chúng khi thải ra có thể là được tiêu diệt từ 90-95% vi khuẩn vi trùng có hại. Phân chúng làm phân bón hữu cơ rất tốt, vì có nhiều dinh dưỡng cho cây trồng. Rồi bản thân của ấu trùng, những con ấu trùng là chúng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản rất tốt, vì hàm lượng dinh dưỡng cao, đạm có thể trên dưới 50%, lipid và canxi, phốt pho tỷ lệ rất là hài hòa, giúp cho cơ thể động vật dễ hấp thu. Đấy, các bạn thấy khi có nhiều ánh sáng thì chúng sẽ năng động hơn. Hôm nay mưa bão, trời hơi tối cho nên là chúng ít cái năng động. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy share livestream này cho nhiều người cùng xem, và nhớ ủ trứng đúng cách để thu được nhiều ấu trùng. Đây là những con ruồi bố mẹ. Chúng chỉ nở ra 5-7 ngày, rồi sinh sản xong thì chúng mất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và đã share livestream này. Cảm ơn các bạn. Hãy đặt chế độ xem trước để có thể nhận được những
trực tiếp mà chúng tôi hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn chăn nuôi và làm đối tác hoặc hợp tác với nhau. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào, hẹn gặp lại trong những video clip khác.